Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim Underdog và nhận được 100 đồng token Balanchine. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 600 triệu, đã có 552 tài khoản holder và đã phát sinh 1.153 đợt giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimunderdog.net, link truy cập website được mình để phần dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract này ở đây nhé. Nhấp OK. Sau đó quay sang ví MetaMask hoặc ví Trust Wallet của các bạn. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Ký hiệu Balay với tập phân 18. Nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm một địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimunderdog.net này, vừa lấy và các bạn tìm tới bước 2, nhấp vào cái link rút gọn đây để nhận token nhé. Rồi thì các bạn nhấp vào phần này, yêu cầu Underdog 50 đô, rồi nó kéo xuống dưới đây thì ở đây có các bạn có thể bỏ ra một số vốn nhỏ là 0.05 BLB mua cái đồng token này để cho cơ hội ít nhiều lần tài khoản nhé. Đây giờ bảng giá sau khi Limia ít lên sàn Pancakeswap vào ngày 20 tháng 10, nó một đồng token Bale sẽ khoảng 0.5 đô nhé. Rồi các bạn nhấp vào đây cho mình, cần làm yêu cầu đây, nó yêu cầu kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối với ví. Ví ga là 0.000553 BLB, các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi giao dịch đang được xử lý. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claimunderdog.net để cập nhật những dự án với phiên thưởng token mới nhất nhé, được cập nhật chuyên về mạng Binance Smart Chain nhé. Còn nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh. Ngoài ra trên đây có nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bạn lưu ý cái cột bên cánh tay phải này, những dự án sắp kết thúc và xếp từ trên xuống dưới, các bạn ra lại xem những dự án là chưa tham gia thì hãy tham gia nhé, để không bỏ lỡ cái dự án với cái phần thưởng token nào nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 100 đồng token Balanchine tương đương với 50 đô. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.